mà cô chú anh chị và các bạn. Thì hôm nay thì Tiền đang ở tiệm tóc với cả nhà thôi. Cũng có thứ sáu lại làm móng nha. Bữa nay là bé Dung nghỉ cho nên là bé Dung qua làm móng cho thứ sáu làm phụ Tiền. Còn bé Ngà thì trong kia đang gọi đầu cho bảy nha. Hôm nay là tiệm rất là đông khách luôn. Bữa nay là khách đặt lịch khá là nhiều luôn. Nhưng mà do là Tiền quay clip này xong rồi mình sẽ làm cho khách nào mà uống dũi nhộm rồi đó cả nhà. Đây là cái con heo. Con heo này là từ lúc mà Tiền đi học nghề tới bây giờ là biết làm chập chững nha. Làm bao nhiêu thì Tiền có dồn vô heo này hết. Bây giờ là cuối năm rồi đó cả nhà. Giờ Tiền sẽ đập ra để tạo một cái món quà bất ngờ cho cha nha. Giờ là có ông Dương nữa nè, giờ ông Dương sẽ đặt nghe cả nhà. Được nhiều mua hết luôn. Chị đặt mà chị đặt. Ba đặt đi. Chị ba đặt. Được nhiều mua hết luôn hả? Ờ. À. Thiếu biết, thiếu không biết nữa. Thiếu bù. Thiếu bà bù đi. Thiếu hai bù. Thiếu cho ba bù. Nè, vậy thôi đưa cho đưa thiếu ba đặt đi, thiếu ba. Biết không? Thôi ba bò đặt ba bù á. Thôi. Ông Dương biết không? Tại vì nhà thiếu ba chặt. Nhà thím ba không để bộ bằng ghế được, thôi thím ba hùng đi rồi chừng nữa có gì thím ba ra nhà con ngồi ké. Ồ. Giống như là mua cậu hiếu như là bù. Dạ, tháng tiên gia đi vô đi. Đây, cha Tiền thì hồi đó tới giờ rất là ham bộ bằng ghế với cả nhà nhưng mà chưa có mua được. Cho nên Tết năm nay là chơi lớn nghe, đập heo mua bộ bằng ghế tặng cho cha cả nhà ơi. Bây giờ là mình sẽ đập cái con nào trước đây. Con heo này là nửa con heo này là nửa trắng nửa xanh nha. Ở trước thì đỏ nhìn mặn heo rất là thấy cưng luôn nè. Đó. Đập con ngọt này ra mới được. Mình lấy cái dao mình phét phét cái lỗ thôi. Chừa rồi bây giờ mình không sẵn chớn là mình đập luôn đi. Để mình đầu năm mình mua con heo mới để cho nó có phong thủy mới, hy vọng là năm sau là sẽ bỏ hiện là đầy con heo luôn nha. Còn con heo này chắc nó hơi bị lưng lưng á cả nhà. Rồi đánh đích em ba cái. 1, 2, 3 vô. Đó đó bảy rồi, hơi nứt rồi. Đó đó chưa, cho nó ra luôn đi nè. Đây cả nhà thấy gì chưa? Đó wow. Đó nha, bụng xẹp lép à. Con heo này là bói ơi, đừng nghe bói. Chín chín nhịn đó chín. Đây. Con bụng heo này là khá là xẹp nghe cả nhà ơi. Bụng này đầy tới mấy chục triệu luôn á. Đây. Tiền là hồi đó giờ là mặn bao nhiêu là Tiền bỏ vô trong cái con heo này hết nha. Từ lúc mà biết đi học nghề tới bây giờ là làm móng nhiêu là bỏ vô hết đó. Đây. Chăm đi. Có đây 5 ngàn đó là chị. 5 ngàn cho con nó mặn sát giờ. Đây, giấy 500 nha. 500 đi, mình lụm với 200 dư. Để đó sắp là khá là chia là mai nhiều nhất. Khá là ổn nha. Đây. Con bó vô lụm với 50 á. Nó thấy tiền rồi đó chính. Chính nó thấy tiền rồi đó chính. Cô ba đưa đó ba. Rồi cho nó lại đi chính ơi, cho nó lại đi chính ơi. Đây 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 ba cho nè. Trên 50 hả? Tới giấy 50. Trên 50. Trên 100 thôi. Nói chung là làm nhiêu cái tiền. Lâu lâu tiền dồn, tiền đổi 100, 200 đó. Có nhà mình bỏ vô heo. Đây, giấy 100 của em ba nữa đó. Ôi, giấy 100 nhiều quá mà chắc ít tiền hết. Đây, Tiền sẽ đếm thử với cả nhà. 1 triệu nè, 2 triệu, 3 triệu, 4 triệu, 5 triệu, 5,5 triệu, 5,6 triệu, 5,7 triệu, 5,8 triệu. 5,8 triệu với 200 nữa là nhiêu? 6 triệu. Dạ có chị. Chị mở tiệm. Dạ dạ. Em đi mua đồ về là mở tiệm đó. Làm tới 30 luôn. 26 là 2,6 triệu. 2,6 triệu với lại 6 triệu là 8,6 triệu. 8,6 triệu dưới 400 là 9 triệu. 2, 4. Đâu có 6, 8, 10 triệu nè. Được 11 triệu nha. 11 triệu con heo. 5 ngàn nữa. 11 triệu 5 ngàn. 11 triệu lẻ 5 ngàn. 1 triệu đây. 5. Thành quả nha cả nhà. Thành quả từ lúc biết ngợi tới giờ nghe. Bây giờ là lấy số tiền này đi mua bộ bàn ghế tặng cho cha nghe. Coi xem mua cha có bất ngờ không. Rồi bây giờ thì Tiền với Phong sẽ đi xuống tiệm mua đồ nha. Rồi bây giờ là Tiền với lại Phong cũng đã đi qua tiệm đồ gỗ Tú Trinh ngay cả nhà. Cái tiệm này thì ở bên Cồn Tiền mua đồ cũng khá là nhiều luôn. Nhưng mà Tiền thì cũng chưa mua ở chỗ đây lần nào hết. Cho nên là hôm nay tình cờ chạy ngang thì thấy trưng bày những cái bộ bàn ghế rất là đẹp luôn. Đây,
ở đồ gỗ Tú Chinh nha. Giờ Tiền với lại Phong sẽ vô coi nha. Bây giờ trước tiên thì mình vô ở đây trước nè. Ở đây thì cũng khá là nhiều món đồ bán, thì cũng tủ có nè, trang điểm có nè, giường, rồi tủ quần áo, bàn thờ, rồi bộ bàn ghế cũng khá là nhiều luôn cả nhà. Ở đây thì những cái mẫu này là trưng bày là vừa trưng vừa bán luôn đó nha. Đây có bình bông rất là xinh xắn luôn. Giờ là Tiền sẽ vô coi lai gai. Em muốn mua bộ bàn ghế mà bằng hao lao hoặc là bên cái gì cũng được á, là anh tư vấn đi. Bàn ghế là để giữa nhà tết trưng đó đúng không? Dạ đúng rồi, giữa nhà nhưng mà nhà cây á. Bữa nay em giới thiệu chị bộ này đi. Bộ này thì bên hết toàn bộ. Này là nguyên si bên. Gõ đỏ. Miền Nam mình gọi là bên. Dạ. Bên ngoài ta gọi là gõ đỏ đó. Này thì bên toàn bộ 100% không pha. Không pha luôn ha. Cái chân của nó là nhà đóng. Này có phải chuẩn bị gì vậy? Đây chiên tủ bàn ghế tay thang. Dạ. Cửa bếp này kia chung là đầy đủ hết. Chung em nhận tất cả các công trình. Cơ sở chính của em là cơ sở mộc Tư Tấn Mỹ Luông. Ở bên Mỹ Luông nha. Đúng. Cái này là xưởng của mình gốc là ở bên Mỹ Luông. Đúng. Người dặn chuyển qua đây là mình. Đúng. Mở chi nhánh bên đây ha. Mở bên đây là cửa hàng thôi, còn dạ, bên kia là sản xuất. Dạ. Cái nào hao lao ra anh cho em coi thử bộ hao lao nha. Hao lao toàn bộ 100%. Cái này bằng bên luôn hả? Đúng, cái này là bên. Bộ này là hao lao. Này hàng dày. Ghế dày phân đủ. Cái này là màu gỗ tự nhiên luôn cái gì? Đúng, màu gỗ hao lao tự nhiên. Còn như cái bộ ngoài kia là em pha màu em sơn thôi. À, bên cái đó là cũng gỗ tự nhiên hay sao? Đúng. Không pha màu, không pha màu. Như vậy mấy cái bên đó là pha màu sơn. Đúng. Đó đó phải không? Cái đó là chàm bông vàng. Cái này là bộ chàm hả? Đúng, chàm bông vàng. Bộ này khá nhiều. Mã đáo thành công. Bộ này bộ chàm bông vàng này 6 ghế. 7 nhiều. Triệu. 7 triệu hả? Ở rẻ, rẻ hơn mấy cái kia nhiều quá ha. Còn bộ hao lao này. Hao lao này thì 15 triệu. 15 hả? Vậy. Bộ này đó khi em đã để 8 ghế vậy thôi, nhưng mà khách muốn lấy 10 ghế em bán 10 ghế. Vẫn có 10 ghế nha. Đây này mặt dài mặt bự. Cái này bàn này bạn cơm quá ta. Thằng này thì chính xác chất liệu của nó là khung căm xe mặt bên. Đây nè. Cái này bằng bên. Khung này căm xe nè. À. Còn này bằng bên nè. Này bằng bên nè. Mặt bàn là bên hết toàn bộ. Dạ. Chân là chân căm xe. Sao anh lấy hao lao hay lấy bên? Mà thấy hao lao nó không có đẹp bằng bên á. Đúng, bên thì là sau này nó như vậy đó, sau này nó còn lên đỏ nữa. Nó lên đỏ nữa hả? Ú, ông địa em hoàng tài thấy cưng quá vậy. Cái này nhiêu, bộ này nhiêu, bộ vuông này. Vuông này nó có khí nè cả nhà. Một kiến nè, em bán đây là một kiến. Tại vì đôi khi em cắt kiến lên sẵn. Hiện tại dù cửa hàng em thường là cắt kiến 5 ly để lên khách sẵn. Nhưng mà thực chất là khách là đòi 8 ly bắt buộc em bỏ 8-5 ly đó thì nó phí. Dù khách cắt muốn cắt bao nhiêu thì em cắt, còn quá đơn gì đưa về cho khách. Em bán cái này có giảm giá không? Dạ có chứ. Tặng thì nói chung là giảm thì vẫn có giảm. Nhưng mà tặng vẫn có tặng. Tết mà. Cái bộ này nãy nói nhiêu? 22 triệu tính cho chị sát giá luôn. Bữa nay hành chính Tết. Như hả? Còn bộ bên đó? Làm giá hai bộ chị cũng biết được. Bộ bên đây hình như nhìn nó sang hơn bộ trong đó hay sao? Ờ, nó lại. Bộ này nó 22 hả? Bớt nữa không? Dạ không, sát giá luôn. Tính là giá đó cho chị, tặng cho chị một thùng bia, một thùng bông. Cái gì nữa không? Thêm gì nữa đi. Tặng mình bông này hả? Trời ơi, mình dạ. Bộ tất dạ luôn đi quay. Sao lắc tay? Bây giờ cho bộ tách dạ coi thử, bộ tách đi coi đẹp mới lấy coi. Bộ tách thì nó đẹp đó, chị khỏi lo. Lo cho em coi hình đi. Để suy nghĩ lại coi lấy hùng bia hay là bộ tách dạ. Cái này mình còn đánh bóng lại nữa không anh? Em còn vệ sinh làm bóng lại nữa. Cái này mình làm giao liền ha. Em giao liền. Coi có hở đâu. Không. Nói chung em đem ra là em kiểm tra lại hết cho khách. Xong rồi có quấn bọc lại. Rồi cái này là chắc chắn là bên phải không? Bên hết toàn bộ 100% không pha.
thay vì lấy bộ tách 200 mấy, cái này một kia cũng 200 mấy, muốn lấy cái nào thì lấy, là vậy. Một kia bộ tách mắc hơn chừng 300 một chừng, 400 một chừng. Hai cái chân cột bự quá nha. Chân này là bắp bự nè. Cái này là đâu có một mối văn đâu hả? Không, em bao mối một cho chị, bao xé nứt. Đừng pha ke vô khác là được rồi. Nếu mà có mối một, một đổi một. Rồi. Một đổi một phải không? Một. Cái này là không pha ke gì đó phải không? Không. Bên 100% là một. Vậy thôi lấy bộ này cho em đi. Bớt chút nữa đi quay. Trời tính là tính sát giá luôn đó. Cái ngày thường em bán 24, 24, 5. Cái nào đó thiệt. Nhìn ghế mặt bàn to vậy. Nó thật ra là không phải là bán chậm mà phải bán xả đâu. Tích mấy ngày Tết là mình bán là để mình. Cái mặt bàn này dày mấy giá cho khách. Dày, mặt dày 2 phân chữ. 2 phân chữ. Đó là mặt khung tranh chứ không phải mặt liền nha. Bán nó rõ. Mặt nguyên tấm nó mắc hơn nữa, giá trị nó cao hơn nữa. Còn ở đây em bán bằng mặt khung tranh. Nhưng mà đóng là đóng hàng dày, đừng hỏi lo. Rồi vậy lấy em bộ này đi. Nói chung thì cha tiền cũng rất là ham lâu rồi cả nhà ơi. Cái này mua về để làm quà tặng Tết cho cha luôn nha. Coi như là năm nay là tiền ăn Tết là dồn vô bộ bàn này để làm món quà kỷ niệm cho cha với mẹ cả nhà. Cái này là có 8 ghế luôn đúng không anh? 8 ghế, bộ 8 ghế. Dạ. Đưa trước 10 triệu đi. Đưa trước 10 triệu chở qua đều đủ nha. Đúng rồi. Mấy cái này sao nó hở hở rồi sao ta? Nó làm keo rồi. Nó sẽ làm lại. Nói chung là nó cắt cái ngàn phải cho hồn. Bộ này im. Mười hai triệu. Nè đưa 12 ha, là còn 10. Nói chung là vậy. Để cho em số điện thoại đi. Không, 376 161 161 0376 292 đi. 292 309. Ví dụ sau này chị xài Tết đi, ví dụ qua Tết chị cứ muốn cắt kính thì chị cứ liên hệ em. Thôi khỏi kính. Là trường hợp. Nhưng mà cái đó được cắt, chị chải tấm mặt bằng lên là nó đẹp rồi. Để kính đôi khi nước nó ngậm ở dưới, nó ố dưới. Ví dụ bây giờ cái ly nước mình á, để tính lên á, sẽ làm cho nó kính. Nó lộn chứ, cái phong nó bị ốm, lâu ngày nó bị ốm. Từ đầu dự định là sẽ mua 12 triệu, 10 triệu, giao qua đưa luôn. Từ đầu là dự định là sẽ mua hao lao cả nhà, nhưng mà qua đây thấy hao lao không yên bằng bên. Bên thì chị xài đời đời, em đảm bảo chị, nhưng hao lao nó cũng đời đời, nhưng mà cái mẫu mã dùng cái màu sơn nó đơn giản được, hơn. Nó không được. Nó không cầu kỳ giống như bên không? Nó không bao giờ chạm được như bên này hết. Nó chỉ đơn giản là chạm cái nhỏ nhỏ vậy thôi. Nhớ hồi đánh kỹ kỹ cho em nghe mấy cái lỗ nào ấy. Rồi, em làm keo lại kỹ ok. Khoảng bây giờ có coi tới. Để tầm cho em giờ này mấy rồi. Thôi bây giờ làm đi, tranh thủ sớm giùm nha. Trước 12 giờ. Rồi ok. Giờ này 11 giờ 15 rồi. 10 giờ 15. 11 giờ 15. Ủa sao đồng hồ nó chạy trễ hả? Không có pin. 11 giờ 15 đúng rồi. Dạ. Rồi em giao trước cho 12 giờ cho chị. Rồi. Cảm ơn anh chị nhiều. Rồi. Rồi bây giờ là tiền với Phong sẽ về cả nhà chút xíu, người ta làm bóng lại đẹp rồi. Lì xì cho em hả? Mới đại diện cửa hàng chúc bạn chơi với kênh nhiều like, năm mới sức khỏe. Rồi cảm ơn chủ nhiều. Dạ cảm ơn nhiều. Dạ rồi cảm ơn nhiều nha. Đây lọc lì xì nha. Nét sống đồng quê anh. Xong rồi cả nhà ơi, bây giờ là bộ bàn ghế cũng đã giao lại tới nhà nè.
cha thì đang dọn dẹp nha. Cha đang dọn dẹp cho nên là chưa có biết gì. Đây. Ở đây mình lúc mà nãy quay thì nó không có rõ lắm. Đây bằng gõ đỏ 5 phi. Dĩ không? Gõ đỏ 5 phi. Gõ đỏ. Gõ đỏ. Ở đây mình gọi là bên, người ta gọi là gõ rõ đúng không? Đúng rồi. Miền Đông là gõ đỏ, còn miền Tây là bên. Dạ. Nên anh này thì làm đánh BU nhà của cha Tiền ở nhà, do là Tết tới rồi cho nên là cha kêu với chú này lại đánh BU dán để cho nó đẹp. Tủ bằng ghế giường các kiểu cũ. Mấy cái tủ này là mấy chú này cũng đánh bóng lại nè, làm cho nó mới. Mới được. Dạ. Đây, nguyên một năm cha đã vất vả cùng Tiền để đồng hành kênh YouTube Nét Sống Đồng Quê nghe. Cho nên là cuối năm hai vợ chồng Tiền tạo bất ngờ cho cha, tặng cho cha nguyên cái bộ bàn ghế luôn mà mơ ước bấy lâu nay. Thấy sao cha? Cảm ơn con rất nhiều. Hôm nay trở thành là sự thật rồi. Hôm nay mơ ước đó thành sự thật rồi hả? Con tặng cho cha hết rồi. Con hết khả năng rồi, theo con là bị mổ bụng rồi đó. Vậy là bữa nay gọi luôn hả mấy chú? Dạ. Bóng mờ 75 rồi. Im không? Im. 22 triệu giá được không? Được, giá này hữu nghị. Hữu nghị nha, tặng thêm một bộ bình bông giả với lại một bộ tách trà. Mà không biết bộ tách trà ra làm sao, đến hồi coi thử coi như thế nào. Bằng gỗ luôn. Không, chắc nó bằng sành quá à. Nó tặng mình gỗ ấy, nè, ai mà muốn mà đồ mà cũ mà muốn hành mới nè, liên hệ ông này nè, ông làm mới toàn bộ luôn. Đó. Tủ nè, thấy không? Tủ mà ông còn làm lên chứ mới. À, nhưng mà đặc biệt cái là vợ cũ mà đổi vợ mới được nha. Cười. Ba chú rồi, đúng ý rồi. Đây, này là điêu khắc hoa văn. Con thấy hao lao nó có 15 triệu á cha. Nhưng mà nó không có cái dưỡng mắt. Nhìn vô nó không có đẹp, với lại nó không có điêu khắc mấy cái viền này cho mình. Chạm chỗ thì nó đẹp hơn. Dạ. Đồ chơi. Thôi kệ đi, thêm mấy triệu nữa nhưng mà mình xài cả đời luôn. Đúng rồi. Thì nó mắc hơn vài ba triệu nhưng mà mình xài tuổi thọ nó tăng gấp 2 gấp 3 lần. Dạ. Cái đường gáp rồi im không hả? Được, đường gáp ngon sắc sảo. Con đi 4 chỗ đó cha. 4 chỗ. Không có chỗ nào vừa bụng chân á, đi vô chỗ này là đạp vô là thấy cái bẹo vàng ở ngoài trước là thấy chịu liền đó. Để sơn này chưa dâm không quá. Dạ sơn chưa dâm. Mờ mà. Nhưng mà họ hàng ta nhìn ta biết cả nhà ơi, mình thì mình chỉ là mình nhìn vô mình thấy đẹp là đẹp thôi. Được khen chứ không được chê, hiểu không? Tới nhà rồi. Giờ mình chỉ khen thôi. Chê không? Thôi là giờ xài đi rồi, chừng nữa cái khoảng chừng nào cũ cái đưa mấy ông qua, cái mấy ông đánh lại cái là hành mới thì gan gì đó. Thì cái này hiện giờ nó là bóng mờ 75, màu này đang hình thành cũng xài. Bây giờ này phải xài phải mấy năm. Cái dân biết xài người ta xài bóng mờ này thì dạ, là đẩy ha. 5 75. Dạ, vậy là mua bộ này là không có lầm đúng không? Đi hoài nó cứ xuống còn. Hên quá, về được khen là mừng lắm. Đây nè, hai mặt bóng nè. Đây là bóng sáng 100, đây là bóng mờ. Dạ. Thì hai cái mặt bóng là thấy chênh lệch khác nhau. Nó khác nhau ha. Nhau. Dạ. Này nó mờ. Nó sáng hơn phải không? Đúng rồi, bóng sáng. Đây là bóng sáng, đây là bóng mờ. Nó mờ gì hoài. Ông nói là xài một thời gian nó nổi nước lên đúng không? Thì nó cũng lên nước. Dạ. Lên nó nước lên. Gỗ đỏ này thì nó lên nước nó sẽ đỏ hơn nữa. Dạ. Mình mới này thì nó trắng gì. Ủa mẹ đâu có tiêu ta, không thấy mẹ ta. Nó chuyển màu rồi biết nó gì. Mẹ nó tẩy nè. Cái mặt này là tẩy nè. Từ từ nó mới sầm lại, nó tẩy cho sáng đều lên đó. Dạ. Từ nó mới sầm lại. Cái này là 8 ghế á cha. 8. Dạ. Thì bình quân cái ghế này 2 triệu nữa. Một cái 2 triệu hả? 8 cái là bao nhiêu? 16 triệu. Còn 16 cái bàn triệu. 6 triệu. Cái bàn 6 triệu là 24 triệu. Đúng rồi. Mà mình mua lại đây giảm giá 22. Ghế này triệu mấy à, nó có đồng triệu mấy à, mặt bàn đó. Nhưng mà nó bán lẻ á, nó bán. Đặt ở đây cái xứ nào, cái này nó không bao giờ nó dám lãnh mày 2 triệu rưỡi. Cha biết cái sản xuất này ở đâu không? Ông nói với con là ở bên Mỹ Luông á. Không, ghế này là đồ này là bên Mỹ Luông sản xuất, nó đem mở cửa hàng nó bên đây nó bán á. Không có nằm dưới giá 1 triệu mấy được, nó phải trên 2 triệu.
Thôi giờ mình nghe mình mua không lầm là hay. Xe giờ nó còn giá 1.7 à, cơm xe. Xe rẻ hơn này. Ủa sao ông nói là cái chám cái mặt này nè là bằng bên nha. Bên sườn cơm xe. À, đúng rồi, sườn thì sườn cơm xe nhưng mà nó rẻ hơn bộ này. Đúng rồi. Rẻ hơn cơm xe thì giá nó rẻ hơn. Rẻ hơn hả? Bởi vì nãy nghe ông nói vậy đó mà không biết phải không? Phải xài cơm xe hơn xài bên. Cơm xe là nước nó đen. À. Còn gỗ đỏ thì nó đen, nó không đen nó đỏ. Vậy là tới năm nay là tặng cha bộ bàn ghế này là không có lì xì nữa nghe. Này là lì xì rồi đó nghe. Cái này hút lì xì. Hút lì xì rồi. Cái hai còn cái thứ ba nữa chứ. Đây là thứ ba nè. Đây thứ ba chứ. Thứ hai nữa cha đòi lì xì sao đi con không biết cái chuyện đó là chuyện của đây giờ này là cha đang sửa soạn lau dẹp đang đưa bàn mới lên. Đây là nhà là mới đánh bu xong đi cả nhà, tại vì dáng cũ là nó khá là xấu xí cho nên là năm nay đánh bu là cho mới. Giống như nãy tiền nói đó, ai mà đồ cũ thì đưa ông này cũng thành, ông sửa thành đồ mới hết trơn à. Tiếp tiếp ổng khiên lên giùm cái nghe mấy. Này để đại đi cha, nữa ống nói khô à. Tại vì mới vừa rửa xong. Dạ. Khiên lên giùm em hết cái nha. Cái chân khá rất là đẹp luôn nha. Nãy giờ là cha biết thôi cho mẹ chưa, mẹ mới vừa tới nha cả nhà. Bữa kia cha ấy cái một xe mà cắt ấy ra. Cái nữa mua anh lấy anh kêu đặt ở trên mạng mấy cái chân á. Chồng vô cái ghế đặng cho nó đựng bia ấy. Nè cha coi sắp xếp để đâu nè cha. Giữa này để nhà nó đi. Ngay chỗ nào? Anh coi ngay chỗ nào đẹp tức. Quay lại. Đặt lên. Rồi. À, chưa anh? Từ từ thôi nha, nhẹ nhẹ nha. Rồi bắt đầu nhìn đây nè, nhìn để ngay giữa nhà nè. Xích vô nữa. Ngay chỗ đầu tiên đó. Dạ bên đi. Dạ. Ngưỡng bên. Dạ. Nhìn tặng cho mẹ cha bộ bàn ghế mới ăn Tết nha. Vô đi, từ bỏ cái gì xin là bỏ vô. Rất là mấy chục năm nay bây giờ có rồi. Thuốc ngang nữa, ngang mới dán nè, ngang nữa. Rồi. Là ngay cửa này luôn là đúng luôn rồi đó. Mừng luôn đó. Gọi cho mặt bàn lên luôn đi. Rồi. Lên mặt bàn. Vừa chưa? Giờ nghe hảo. Năm nay thì sơn cánh cửa lại luôn cái nhà cửa, mọi năm thì màu xanh lá cây mà hôm nay chơi lại màu xanh da trời cho nó phong thủy. Màu hòa bình đó. Dạ. À. Đây là cho cha lại khui tem nè. Cha lại khui tem bằng mới đi. Nè mẹ. Mẹ khui mẹ. Nhà tội nghiệp con gái tôi giết gửi thì nó bỏ ống mà nó mua cho cha nó được của bằng bông bông mướt. Dạ. 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 Bây giờ là đưa 8 cái ghế vô nữa là xong. Rồi là sẽ tặng bộ tách trà nữa nghe. Rồi sắp ghế nè. Ủa nãy có đem bộ tách trà vô không anh ấy? Có. Dạ. Để xuống để cho nó đặt xuống nó cào cái này giờ nó đang bán đó. Để nữa đặt cái. Rồi đặt cái ấy mới được nữa đặt cái. Rồi bao chân á. Này phải là chị nhẹ còn mấy mẹ lấy vải mẹ bịch đỏ đi mẹ. Bịch cái đầu. Bịch mấy cái chân đỏ đi. Không, cây nó mới nó bén lắm. Nó mà vàng này nhiêu con? Nó vàng này 6 chín hả? Thì ta bình quân ra cái ghế 200 mặt vàng 6 dít vậy ra 22 triệu. 6 dít mặt vàng thì lo nói đâu bà ơi. Bởi vậy là dày lắm phải không? Rồi hai cái ống người ta chứ mấy cái chân người sao mình thấy mấy ông này đó thấy không? Dạ, vậy vậy là con mua bộ bàn này là không sai lầm nghe, tự giờ ông thở rất là khen nghe. Ghế lãnh 2 triệu không chấp lãnh đó. Đúng rồi. Ở đây ai bá nguyên tội cho mình chứ cầm cái mặt bàn. Dạ, không tại vì ông nói là bán là cuối năm là giá hữu nghị đó. Dạ. Dạ. Chơi không?
Hello, hello chị hai. Con nước có mấy có tiền. Đúng rồi. Sao chị? Sao chị? Dạ rồi. Dạ rồi, cảm ơn đồ gỗ Tú Trinh nhiều nghe. Đây là bộ tách trà nghe cả nhà, khui hàng nghe. Cha ra đây cha. Quản của cha cho chú đi đâu hoài vậy? Đây. Đây bộ tách trà nè, tới năm nay là có bạn để nước trà uống rồi đó nha. Đây. Này là 6 cái ly nha cả nhà. Phải được 8 cái ly đó là im rồi đó. 8 cái ghế mà có 6 cái ly à. Thôi gì rồi quá em ơi. Dạ. Thoải mái à. Này có dĩa nó nghe cha, chim lên vậy đó. Đó. Bình thường thì họ uống thì sẽ úp xuống vậy đó. Đó, khá là đẹp luôn nghe. Rồi. Bây giờ thì xong bộ bàn ghế rồi nghe. Thì Tết hôm nay là con với Phong tặng cha với mẹ bộ bàn để ăn Tết nha. Rồi. Chúc cha với mẹ sống lâu trăm tuổi bên con cháu. Rồi, cảm ơn con. Rồi cả nhà ơi, hôm nay thì đã hoàn thành xong cái mơ ước của cha nghe. Đó giờ thì cha rất là ham bộ bàn ghế này. Thì tiền với lại Phong thì cũng cố gắng mua để mà tặng cha trong dịp Tết này. Thì tiền cũng xin kính chúc quý ông bà cô chú có một năm mới thật là vui vẻ nha. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye cả nhà. Bye.